Chúng xưa bông bông tỏ khả ní á, chả thay ní nên châm nâng bằng hàng chung bông bông bì vị thị thơ mục mà hộp suy mình mốc đai là bây hay bây nè dùng mình tên nâng kháng bà tê suy ní á. Chả mục mà hộp ní cứ kê bây nè dùng nhằm nư rồi đơ tự chế bông bông bà tay nên châm đưa ra chọn nhằm á chẳng tới có thơ nhằm từ. Chả ní cứ kê hai tha ra kê lệch, chả ra kê lệch nâng cứ chùm nội dòng khăn rồi bảo viết cứ miễn chí hay nâng đồng lộn bà rằng. Chả lời ní dân mọc mơ bì vị thị thơ cho bộ vị thị thơ cứ nên châm miền ở bà lái chả miễn đưa chìa cái tâm bà rằng mà mớm nên châm vô ăn nhắm hai chấm này anh đi với cái chia ở sắt chả sắt bông bông chọn đạp sắt ấy các bạn á sai từ lời cho nấu chặt hai chấm bùa anh đi với cái chia ở vậy đại dương khoa mặt bàn chả này cái chia cheese cheese nướng cheese sầm rạp dương vô ta ăn thôi ra cái lệch nhắm bông bông chả bông bông chọn thôi nhắm bông bông từ tinh chi nát đại miền kia giờ xây bị tha ra cái lệch nơi bị lỡ nằng chả chấm này anh đi với cái chia sẽ chụp bay chọn chả sẽ chụp bay chọn đang đang nướng chả nên xong vô ta đặt ăn nhắm cho mũi đá bao giờ thầm ở đây chân chịt suy cứ còn ở sơ đặt lại đã sạch tràn một đôi dớ ngay chả bắt tay để sang từ dớ nhưng chưa chặt chẳng nhưng chưa chặt bài dớ nhưng thôi bài dớ khá tới chả côn cạch chẳng ấy á chả chậm này anh cứ sạch hot dog chả bóng bổ nó sạch hot dog nó nhìn dường đã ăn đã tới anh nó sạch côn côn nhưng còn chưa chặt chẳng ấy á chả dường pu về chẳng mau hay bắt tập món tiếp dường đã ăn sạch cô đã tới thầm đã suy kẹt ăn ngay sạch cô anh chẳng ấy á bây giờ nhưng thôi cái lại với nó bóng bổ cha sạch cô nâng dân hành chia chùm lật sạch đang là mồm á có mỗi sạch đang bếch hai cô có mỗi cạp bếch cả nà sạch đang bếch nó bếch để dân cho sạch dân tới bà lạc rương tới sạch bà dân đạch đang cho ở lộ mơ bằng bồn cho mơ là mồm máu hai chùm bộ vị thi bà lạc rương cứ nên cho mẹ đạc rương ấy tràn tê nên cho mẹ đạc tức bình chọn bằng tích hai bình cha bằng tích đậm bây sạch bà dân tôn lỏ chả bây giờ đã bình cha té sạch bao giờ nó phải đã ăn tới rừng ở trên ngã nhảy cha hay nên chồng đã bông mòn mà crop hay chồng này anh đi với cứ nên chồng đâm tức sạp sạp mực á cha chụp bông mực nó bông bông para bộ phết mực ấy các bạn đấy chụp bông nên chồng thằng này cứ chọn nhám đáy mực cha chẳng tới cứ sạp dân sau phải chia pram tự đập nửa tí tới nó phải đã sau hay dân vô tự liền tự bị xa thì bạn sẽ ăn lỗ má hay chụp dân hàng chia chồng nó sẽ đang sạp bẹp nít cha dân hàng chẳng tới nó phải để dân vô tự ăn lời chỉ cần tới cứ là hai chân á bông bông chà lời này cơm xong rồi bao giờ cứ thay rịp cho màu rửa rõ là hai bông bốn chà tâm nồng chứ ngay nhé chà bằng tay tiết nên xong đồng bằng hai bông bốn bì vị thì ăn nhằm hơi cho bố ra cái lệch này cứ kê minh chân năng kê xong rạp nhằm á chà dân ở đại vô chân năng ăn sạch dân thông ở đại vô mà thôi nhằm ba này bông bốn chà chấm đôi bì xế này cứ chịu đồng lông bà ràng nâng cứ dân trở ngào ở chân bông bốn á dân sang ngào ở chân tới bàn ở dân vô mình nhắm bàn dân lại vô từ lồng bàn mà ăn lên đằng bàn này hai chấm này anh ấy cứ chưa ở chỗ chỗ ta sợ chả chỗ tâm ấy nắng ấy dân vô mà nhắm cho mùi động bấy cắt chia từ loạn chả dân nhắm sạch ra cho tới hiện từ loạn chẳng dân đại chút nhắm chỗ mùi mùi chẳng tới cứ chia anh mình tên lời này nên trong cặp bông ta rịp chăm ăn hái này cứ chia chia á chả cứ chia ran cái bẹp nâng bóng bông cứ cái miếng bạch đập ăn chín chẳng á chà hai chụp bún này cứ chụp lại sạch để dân ăn bị lỡ nâng chà sạch dân tự đã ăn chân tư ôi chứ ngay lịch mùi món nè chà tự tiết chăm dân từ mới chi dân cứ dân ăn nơi khẳng krom chà kran nâng ai bông bồn chà kran kê nâng cứ bị xe tài một đón á nè chà cô xa mùi tiết mau em mình tên chà nè bông bồn khởi nhé chi chà ăn hái chà chà ăn hái cứ dân vô mà đã bị lỡ từ lộn nâng máu chà lỡ từ lộn lỡ sạch lỡ anh chân á hay ôi nhằm cả chỉnh tài tay ôi chứ ngành mình tên bông bồn nhưng chúng tôi chật nhằm mà một bộ hộp này hay một bộ hộp này cái pin này dùng nhằm nơi khai từ trẻ chà chân nhưng chúng tôi xong ở con bông bồn bàn tâm an tôi xin lại video này chàm chụp nên chúng tôi video này ở con chán chúng tôi lia.